Tất cả các anh em nha, video nằm giới thiệu cho các anh em tham gia vào dự án Cree Fluency. Tham gia hôm nay click phần link mô tả mà tôi ra một status chatbot đó bạn. Mình sẽ nhận được token có ký hiệu là COFI nha các bạn. 0.5 token khoảng 35 đô. Con này hiện tại đang bán trong chương trình free sale nha các bạn. Một token có khoảng 70 đô à. Các bạn bấm join này góp nữa các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Đây rồi các bạn join xong các bạn bấm đáp lên các bạn. Rồi join tiếp kênh seller nữa các bạn. Các bạn follow nha các bạn. Rồi tiếp tục thì tại Twitter thì các bạn follow giờ thì quyết tăng 5 người bạn vào các bạn. Tại Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn xuống đây bằng like nè các bạn. Các bạn tại Twitter là bài viết cái game nha các bạn. Chứ dẫn gì tại Twitter nữa các bạn. Rồi các bạn tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn tự quyết lại nghe các bạn. Sau khi các bạn tự quyết lại xong các bạn mới đập lên các bạn. Rồi visit website thì các bạn xem qua website nha các bạn. Các bạn chỉ check qua website thông tin thôi. Ồ, website khá là bắt mắt nha các bạn. Con này đang bán trong chương trình free sale các bạn, một token khoảng 70 đô nữa, dòng 1 này dòng 2 100 đô nữa bạn. Rồi để mình coi mình có đăng ký không các bạn. Mình cho bài gạch cùng. Đây có roadmap này nè, rồi các bạn chỉ xem qua thôi các bạn. Rồi bạn mới đáp lời. Rồi bạn bấm nhận nút submit đi tên nha tất cả các bạn. Rồi họ có join group Angelo bạn bấm join nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lời đường link và profile từ Twitter của mình nha các bạn. Các bạn mở tweet của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba giờ gạch cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn qua bao nhiêu việc ba gạch cùng nhấp vào chia sẻ các bạn. Rồi các bạn sao chép chỗ 28 nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi mình đã copy lộn các bạn, mình đã copy lại nha các bạn. Rồi các bạn gửi tới Twitter mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ ETH, địa chỉ với chocolate, Mesa wallet, in token, MetaMask nha các bạn. Bạn nào chưa biết tự nhiên mua làm ARA Multi thì vào danh sách phát của kênh YouTube của mình nha. Mình để những video cho bạn tạo dí nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Giá gà thác quá cao, tôi cần nó khó không khó nha bạn. Chờ giá gà nó ấy thì các bạn ấy. Rồi đây thì cái link ghép của bạn nè bạn. Các bạn gì việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tôi cần nữa các bạn. Ok, vì vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận một token có ký hiệu là COFI. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.